Chào các bạn, tôi là Cryon đến phục vụ cho từ trường trái đất. Tôi đã nói với các bạn nhiều lần rồi. Đây là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy sự dẫn kinh. Nó có thể khiến cho bạn cảm thấy rất lạ, bối rối. Khi bạn biết được rằng chúng tôi, chính cái năng lượng từ phía bên kia bức màn đang nói chuyện với các bạn vào lúc này, hoàn toàn biết bạn là ai. Mỗi một linh hồn đang xem chương trình này đều được biết bởi Thượng Đế. Thượng Đế biết và yêu các bạn. Đó chính là tiền đề kể từ khi tất cả những sự dẫn kinh này bắt đầu. Chúng tôi bắt đầu mỗi một bài dẫn kinh cùng với một ý tưởng rằng đây có thể là lần đầu tiên bạn đến đây. Và vì vậy, chúng tôi sẽ nói qua lại series mà chúng tôi đang thực hiện vào lúc này, vòng tròn chữa lành, có liên quan tới những yếu tố xúc tác, những năng lượng chữa lành, những năng lượng mà sẽ thúc đẩy những tiềm năng chữa lành, những thứ sẽ xảy ra mà nó sẽ mở những cánh cửa mà đã chưa có ở đó để giúp cho bạn chữa lành. Và sự chữa lành mà chúng tôi đang nói về thì có nhiều mặt. Nếu như các bạn đang sợ hãi và các bạn đang bước đi trong nỗi sợ, và có lẽ là các bạn đã làm như vậy từ rất lâu rồi, và có nhiều thứ các bạn cảm thấy lo lắng sợ hãi. Nếu như bạn có thể tìm ra một cách để thôi lo lắng sợ hãi, bạn sẽ được chữa lành, có phải không? Nếu như bạn luôn luôn lo sợ về mọi thứ, trong nền văn hóa của bạn, về thế giới của bạn, về gia đình của bạn, bạn luôn luôn bức rứt, vậy thì bạn sẽ cảm thấy khó ngủ. Nếu như các bạn tìm ra một cách để có thể chối bỏ nỗi sợ và làm cho bản thân bạn trở nên an bình hơn, bạn sẽ được chữa lành. Và thường thì đa phần mọi người nghĩ rằng chữa lành đó là chữa lành một căn bệnh hoặc là chữa lành một cơn đau mà có mặt ở trong cơ thể, mà đáng lý là không nên có mặt trong cơ thể, cho dù nó là cái gì, cho dù nó không có tên. Nếu như bạn có thể từ bỏ nó, bạn sẽ được chữa lành. Và vì vậy mà đây chính là những vấn đề mà chúng tôi nói tới trong series này. Liệu có những thứ nào có thể lót đường để cho bạn, để bạn có thể mở ra một cánh cửa để cho mình được chữa lành như thế không? Và câu trả lời là có. Chúng tôi đã cho các bạn hai cách. Và bây giờ tôi sẽ nói lại cái đầu tiên, bởi vì cái thứ ba liên quan tới cái thứ nhất. Tôi sẽ nói tới cái thứ ba sau một chốc nữa. Nhưng trước hết, chúng ta hãy nói lại rằng thân thể của bạn, thân thể ở trong chiều không gian 4 chiều của bạn thì hầu hết được tạo thành bởi các phản ứng hóa học. Và những phản ứng hóa học đó có lẽ đã bị kích hoạt bởi những tín hiệu điện năng từ não bộ của bạn. Nhưng tôi đang nói rằng các bạn hầu như là các chất hóa học. Và chúng ta đã nói trong bài đầu tiên của series này. Và nếu như các bạn đã lắng nghe bài thứ ba mà không nghe bài thứ nhất thì bạn có thể tìm thấy nó, bởi vì hoàn toàn series này là miễn phí. Nếu như bạn là một thành viên, bạn cũng có thể tìm thấy bài thứ nhất. Bài thứ nhất nói về một điều mà có lẽ là đã làm cho bạn cảm thấy khó hiểu. Nó nói về một lĩnh vực nhận biết, một niềm tin rằng tất cả cơ thể đều là hóa học, và đó là một phần của những gì đã gây ra cho bạn nỗi sợ hoặc là sự bức rứt lo lắng. Nó cũng chính là thước đo của tuổi thọ của bạn. Và vì vậy mà chúng tôi đã nói rằng nếu như bạn có thể làm bất cứ thứ gì để bạn có thể thay đổi hóa học của chính cơ thể trong không gian 4 chiều của bạn, không phải là cơ thể năng lượng của bạn đâu, chỉ là cái thân thể trong không gian 4 chiều mà chúng tôi đang nói về thôi, cái thực tại mà các bạn đang kinh nghiệm một cách hóa học ấy. Bất cứ điều gì mà bạn có thể làm để cải thiện sinh hóa đều sẽ lót một con đường để cho bạn được chữa lành. Tôi nghĩ về lịch sử của ngành y học của các bạn.
khi con người nhận ra rằng các phản ứng hóa học mà khiến cho cơ thể của các bạn có thể hoạt động hiệu quả. Khi người ta nhìn thấy cái cách đầu tiên mà người ta dùng để chữa lành đó là sử dụng y học bằng thuốc. Họ có thể sử dụng một chất hóa học này, đặt nó ở đó và lấy một chất khác ra ngoài thì có lẽ rằng một sự chữa lành có thể xảy ra. Và ngay cả bây giờ thì ngành y học của các bạn vẫn đang sử dụng phương pháp này. Cái cách sử dụng các phản ứng hóa học mà các bạn đã lớn lên cùng và quen thuộc với. Chúng tôi đã nói về vi lượng đồng căn nhiều lần trước đây rồi. Ý tưởng sử dụng một loại rượu thuốc mà cũng chính là một chất hóa học, và nó sẽ gửi ra một tín hiệu thay vì nó sẽ nhận được một phản ứng. Tín hiệu đó sẽ được cơ thể thông minh innate đón nhận, và rồi nó sẽ gửi ra chỉ dẫn để cơ thể chữa lành. Thế nhưng nó vẫn là một chất hóa học, có phải không? Vậy thì chúng ta đã quay lại với tiền đề. Nếu như các bạn có thể thay đổi sinh hóa ở trong cơ thể, bạn sẽ không tạo ra cái chất hóa học tạo ra sự bực bội, lo lắng, sợ hãi, hoặc còn tệ hơn, bạn sẽ không có chất hóa học mà làm cho đời sống của bạn ngắn đi. Bởi vì nỗi sợ và sự lo lắng bức rứt sẽ rút ngắn tuổi thọ của bạn. Có một thứ mà có thể thay đổi sinh hóa mà đã được chứng minh là sẽ thay đổi sinh hóa đấy. Trong series đầu tiên, chúng tôi đã nói về chuyện ngụ ngôn về Wo, người đã nhận ra rằng anh ta có thể nắm quyền chỉ huy cơ cấu tế bào của anh ta, và anh ta có thể lái con tàu tới nơi an toàn. Và đó là bài đầu tiên. Nó liên quan tới sự kiểm soát mà nhiều người trong các bạn còn không nghĩ rằng mình có thể làm được. Và bài thứ ba này, nó cũng đang nói về việc bạn có thể làm chủ sinh hóa của bạn, nhưng hoàn toàn thông qua một cái hiểu, một góc nhìn khác. Bây giờ chúng tôi sẽ cho bạn cái từ, và rồi tôi sẽ nói với các bạn về những nghiên cứu, và từ đó là những tràng cười. Cười lên. Bao nhiêu người trong các bạn đã kinh nghiệm thấy khi bạn ở trong một tình huống khó khăn và bạn có thể giải quyết nó dù rất ngắn ngủi thôi bằng cách cười lớn tiếng? Cho dù đó là khi bạn bật cười lên một cách không mong đợi, và thế là bạn bật đài sang một chương trình mà bạn cảm thấy rằng thật là vui, và bạn thấy bản thân mình cứ cười và cười mãi trong những giây phút ấy. Bạn có nhận ra rằng khi đó bạn ở trong một góc nhìn rất là thú vị, và thân thể của bạn, sinh hóa của cơ thể được biến đổi khi bạn đang cười, bởi vì sự lo lắng bực dọc sẽ tan biến. Và những giây phút ấy, bạn có nhận ra rằng, tôi nghĩ rằng hầu hết các bạn đều nhận ra đấy, rằng tiếng cười sẽ đè những nỗi sợ và cơn lo lắng xuống. Và vì vậy mà nhiều người các bạn sẽ đi xem những chương trình gây cười, và rồi tất cả những thứ mà bạn đang phải đối mặt, bạn sẽ thoát khỏi chúng, và nó có tác dụng. Nhưng bạn đâu có muốn điều này chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phải không? Có một nghiên cứu rất hay đã cho thấy rằng sinh hóa của cơ thể sẽ được thay đổi bởi tiếng cười. Và cái điều thú vị đó là những thứ theo sau. Bạn có bao giờ nghe về yoga cười chưa? Laughter yoga. Đây là một bài tập. Những người hiểu điều tôi đang nói ở đây, họ sẽ tụ họp lại với nhau và bắt đầu cười lớn tiếng. Và rồi bạn có thể nói rằng, làm sao mà họ có thể được kích thích cười cơ chứ? Phải có một câu chuyện nào chứ? Phải có một cái chuyện cười nào? Phải có một tình huống nào đó? Họ phải nói những câu chuyện hài hước và để cho tiếng cười có thể thoát ra chứ? Và câu trả lời là không. Họ không cần chúng. Đây là một khám phá khác. Nếu như mọi người chỉ đơn giản là bắt đầu cười lớn lên, cười vào, không có gì hết, bạn sẽ nói rằng, tôi không thể làm như vậy được. Nhưng bạn có thể đấy, bạn có thể giả vờ. Khi bạn bắt đầu cười lên, dù ở bên ngoài bạn không có cái gì vui cả, thì cơ thể của bạn vẫn bắt đầu tạo ra những
chất hóa học, vui vẻ, và mọi người xung quanh bạn cũng bắt đầu cười vào bạn, và rồi không cần bất cứ một tình huống hay là một câu chuyện nào, tất cả các bạn đều sẽ cười lớn lên và bạn có thể cười một lúc rất lâu, và rồi bạn bắt đầu cười vào nhau và cười vào tình huống bởi vì sinh hóa của bạn đã thay đổi. Đó là một sự thật. Điều xảy ra đó là không nhất thiết là do laughter yoga, yoga cười đâu. Mọi người đều đã khám phá ra điều này khi có một series các video đã bắt đầu khoảng một thập kỷ trước. Nó cũng có cùng một chủ đề. Và chủ đề đó là một người đàn ông ở trên đoàn tàu và cười. Khi một yoga master đi vào trong tàu điện ngầm và anh ta bắt đầu cười, anh ta cứ cười khúc khích. Và rồi, tất cả mọi người ở trên tàu cũng bắt đầu cười trong vòng chỉ vài phút. Bao nhiêu người trong các bạn đã từng đi tàu điện ngầm và nó có vui gì không? Người ta có cười không? Bạn đâu có biết họ. Và câu trả lời là, ở đó có đủ loại người, đủ loại vấn đề. Và bạn ở trong tàu điện ngầm, bạn có thể tưởng tượng có một người bắt đầu cười lớn lên và trong vòng vài phút mọi người đều đang cười hay không? Và rồi những tòa tàu khác cũng bắt đầu cười lên và toàn bộ con tàu từ đầu đến cuối đều bắt đầu cười. Nó đã chứng minh cho điều này. Ở khắp cái nơi mà các bạn gọi là phương tiện truyền thông, YouTube, các bạn có thể xem tất cả những sản phẩm ở nhiều mức độ, thậm chí là những quảng cáo, và những người sản xuất đã quyết định rằng người ta sẽ làm ra những quảng cáo mà gây cười, bởi vì họ đã biết rằng nụ cười có tính lây nhiễm. Nếu như các bạn cười lớn lên, sinh hóa của các bạn bắt đầu thay đổi. Nếu như bạn cười lên một cách thường xuyên và bạn có những lý do để cười, thì có lẽ bạn sẽ bắt đầu cười với niềm vui vì bạn thật tuyệt vời. Bạn có thể làm điều này không? Cười bởi vì tình yêu mà bạn đang cảm thấy, bạn có thể làm điều này không? Và nếu như bạn bắt đầu cười một cách thường xuyên, các bạn thân mến, những tràng cười và niềm vui sẽ thay đổi sinh hóa của bạn và nó sẽ lót đường để cho bạn nhìn thấy ánh sáng mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Và nó sẽ giúp cho bạn bước qua cây cầu. Và khi chúng ta ở đó, đi vào trong vòng tròn của 12 con số, thì nụ cười là con số 3. Nó có thật, nó ở trong không gian 4 chiều và nó không khó khăn gì và nó có hiệu quả. Và đó là thông điệp cho ngày hôm nay. Đây là một sự thật đã được chứng minh khoa học rằng nụ cười của bạn có thể thay đổi sinh hóa của bạn. Bạn biết điều này, bạn cảm nhận được bởi vì nó sẽ giúp cho bạn giải tỏa những nỗi sợ và sự lo lắng. Khi bạn làm điều này, tại sao bạn không làm một cách thường xuyên? Tại sao bạn không cười lên mỗi ngày? Tại sao bạn không trở thành một người mà ai cũng biết rằng bạn luôn luôn cười? Và nó sẽ cho bạn một lý do rất thực. Nếu như bạn muốn được chữa lành vào ngày hôm nay, tại sao bạn không bắt đầu cười đi? Và đó là thông điệp cho ngày hôm nay. Chào các bạn, tôi là Cryon đến phục vụ cho từ trường trái đất. Một lần nữa, tôi muốn nói với tất cả các bạn, gia đình mà đang có mặt ở đây, như điều mà người cộng sự của tôi vừa mới trả lời các bạn trong phần Q&A, anh ấy đã trả lời từ tôi đấy. Đó là khi anh ta đã bắt đầu nhận ra rằng có một gia đình mà tồn tại bên ngoài cái thực tế mà các bạn đã biết. Và đó là khi mà anh ta bắt đầu tập hợp những người mà anh ta chưa từng biết trước đây, những người có cùng lối suy nghĩ. Và anh ta nhận ra rằng họ cũng là những người đang học lòng từ bi. Đó là khi anh ta nhìn thấy ngay cả những con người có những vấn đề, có những khó khăn riêng của họ, nhưng họ có lòng từ bi và cái hiểu biết và cái khao khát được biết nhiều hơn về linh hồn của họ. Và vì vậy, theo thời gian, những người này đã trở thành gia đình của anh ta. Anh ta có được trải nghiệm này, và trải nghiệm này đã thay đổi cuộc đời của anh ta. Đây là trải nghiệm mà chúng tôi muốn trao cho các bạn, để các bạn tìm ra gia đình thật sự của mình, những người mà thực sự yêu thương các bạn một cách vô điều kiện.
Và thường cũng có thể đó không phải là gia đình cùng huyết thống với bạn đâu. Một số người đã hỏi tôi, tại sao lại có kế hoạch như vậy? Tại sao chúng tôi lại phải đến với trái đất này? Chúng tôi không có một gia đình đúng nghĩa, những người đánh đập chúng tôi và bảo với chúng tôi những điều sai trái. Và nhiều năm sau, tôi lại phải luyện tập để có thể gỡ bỏ những điều đó thông qua những buổi trị liệu. Một kế hoạch kiểu gì mà lại như vậy? Để tôi nói với bạn điều này, các bạn thân mến, nếu như các bạn vẫn chưa hiểu được, thì tôi sẽ nói một lần nữa. Đó là một kế hoạch tuyệt vời cho những linh hồn già. Bởi vì thông qua việc rèn luyện, con dao sẽ sắc bén hơn. Đó là bởi vì các linh hồn già, các bạn đã phải đi qua những điều này để các bạn có thể hiểu rõ được chúng, để bạn có thể bảo với người khác cần phải làm gì, cần phải xử lý như thế nào để có thể vượt qua, để có thể trở nên từ bi, để có thể hiểu được và tha thứ. Tất cả những khía cạnh của một bậc thầy, các bạn có hiểu không? Một số người sẽ nói rằng là tôi chắc chắn là không thích cái kế hoạch này rồi. Bạn đã nói đúng đấy, bởi vì những điều này thật sự rất khó khăn. Nhưng nhiều người các bạn đang xem chương trình này đã vượt qua xa khỏi nó. Và ý tôi muốn nói rằng những thứ mà đã từng có thể nuốt chửng bạn, làm cho bạn trở nên cáu giận, lo lắng, sợ hãi đều đã ở phía sau lưng. Và có lẽ là những tác nhân gây nên tất cả những cảm xúc này thì vẫn còn đang ở với bạn, họ vẫn còn đang sống. Và có lẽ là bạn vẫn luôn gặp họ cứ mỗi kỳ nghỉ lễ, trong khi họ cười nhạo bạn hoặc còn tệ hơn. Nhưng đó chính là một kế hoạch, bởi vì các bạn đều đã đến được cái nơi mà bạn có thể tha thứ hoàn toàn. Và bạn chỉ đơn giản là đi xem một rạp xiếc vào mỗi ngày Giáng sinh. Và bạn biết tôi đang nói về điều gì. Bạn chỉ đến và đi một cách bình an. Và đây chính là lý do tất cả những điều này có hiệu quả. Nếu như bạn là một light worker, bạn phải đi tập huấn. Và thường những cuộc tập huấn đó được gọi là cuộc sống. Và vì vậy nhiều người trong các bạn đã có một trải nghiệm, đã đưa các bạn đến với bài dẫn kinh này. Và chúng tôi đã nói rồi đấy, có rất nhiều người và càng ngày càng nhiều người hơn đang lắng nghe những bài này, chứ không chỉ là những người đang tham dự vào buổi ngày hôm nay. Và vì vậy bài này là dành cho tất cả các bạn. Đây là bài thứ tư trong series những thông điệp về những chất xúc tác cho sự chữa lành. Và chúng tôi đã nói trước đây rồi, một chất xúc tác chính là một thứ mà bạn có thể trải nghiệm mà nó sẽ làm sạch để một thứ khác được đến. Và khi bạn có một trải nghiệm mà dẫn bạn tới một hành động khác, thậm chí là nó ép bạn phải hành động một cách khác, nó trở thành một chất xúc tác. Và chúng tôi đã cho các bạn ba chất xúc tác cho tới bây giờ, và đây là cái thứ tư mà nó sẽ làm sạch con đường để bạn được chữa lành. Điều đầu tiên đó là bạn cần phải hiểu rằng sinh hóa của cơ thể sẽ phản ứng lại với ý thức của bạn. Điều mà bạn nói với chính bản thân mình sẽ tạo ra một sự sắp xếp để cho phép sự chữa lành được xảy ra, và có thể nó đã chưa bao giờ từng có ở đó. Nói cách khác, bạn đang thiết lập sự giao tiếp. Chúng tôi cũng đã nói với các bạn vào buổi dẫn kinh thứ nhất rằng thường thì con người không hiểu được rằng họ chỉ đang sống trong đầu của họ, và khi họ nhìn xuống thân thể của mình thì họ nói rằng tôi hy vọng rằng thân thể của tôi sẽ còn sống được lâu. Và thân thể sẽ bị bỏ mặc đấy, và nó phải tự lèo lái mà không có bất cứ một hành động nào bảo với nó hãy đi vào phía bắc, đi về phía nam, hoặc chỉ đi vòng tròn và cứ mắc bệnh mãi. Và có vẻ như nó cứ phải đi theo những mặc định ngẫu nhiên. Và chúng tôi cũng đã nói với các bạn rất nhiều lần rằng các bạn chính là người nắm quyền chỉ huy. Và chúng tôi đã nói với các bạn hết bài ngụ ngôn này tới bài ngụ ngôn khác. Và chúng tôi đã cho các bạn rất nhiều điều, rất nhiều phương pháp và rất nhiều sự gợi ý để cho các bạn biết được làm sao mà các bạn có thể lèo lái con thuyền, để các bạn có thể liên hệ với chính cơ thể thông minh của mình, nói chuyện với chính bản thân mình. Đó chỉ đơn giản là một phần của những gì mà chúng tôi đang cố gắng làm. Và đó chỉ là chất xúc tác đầu tiên. Hãy thiết lập một sự giao tiếp với cơ thể. Và rồi khi đó,
và có thể là chỉ khi đó thì bạn mới có thể thực sự bắt đầu đuổi tất cả những gì đang làm cho cuộc sống của bạn chậm chạp đi. Thậm chí là làm cho cuộc sống của bạn rút ngắn lại. Nỗi sợ, sự lo lắng, bệnh tật, tất cả những thứ đó, đó chính là cái thứ nhất. Chúng tôi cũng đã cho các bạn một vài thứ khác và các bạn biết chúng là gì. Các bạn có thể xem lại, nhưng tất cả đều có liên hệ với việc bạn phải thay đổi một điều gì đó về bản thân bạn. Và rồi sẽ làm cho bạn đi trên một con đường mà khiến cho sự chữa lành có thể dễ dàng xảy ra hơn. Chúng tôi đã nói về đứa trẻ bên trong. Chúng tôi đã nói về việc hãy đi tới một nơi mà bạn có thể nhớ được mà không có bất cứ một sự lo lắng nào. Và hãy mang nó trở về với hiện tại, với chính bạn. Và chúng tôi cũng đã nói về sức mạnh của tiếng cười. Và chúng tôi đã cho các bạn hết ví dụ này đến ví dụ khác. Tâm lý học biết, khoa học biết, và một vài người thậm chí là làm quảng cáo cũng biết được điều này, rằng nếu như bạn đang cười, thì tất cả những sự lo lắng và sợ hãi sẽ biến mất, và các bạn sẽ ở một nơi rất khác biệt. Đó chính là một chất xúc tác để chữa lành. Và cái cuối cùng này có thể là cái đơn giản nhất, nhưng không phải đâu. Cái cuối cùng này chỉ có một từ thôi, và bạn đã nghe cả đời mình rồi, và tôi sẽ nói với các bạn. Nhưng nó sẽ không dễ dàng như vậy, và có thể là đó là điều khó khăn nhất để đạt được. Tôi muốn các bạn hãy cùng đi với tôi, tất cả các bạn. Hãy đến một nơi mà các bạn có thể tự vẽ lên cho mình một bức tranh. Hãy vẽ lên vị thầy mà bạn thích nhất ở trên hành tinh này, dù đó là vị nào đi chăng nữa. Một biểu tượng của lịch sử, một người mà bạn tin tưởng rằng đó chính là một gã khổng lồ của tâm linh, một người mà bạn rất muốn được dành thời gian ở với họ. Và nếu như bạn có thể vẽ nên bức tranh đó ở trong đầu của mình, và bạn hãy làm đi, và bạn có thể ở bên cạnh với vị thầy đấy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn có thể ngồi ở dưới chân của vị thầy, và rằng vị thầy đó cũng sẽ bắt đầu nói hoặc là không, hoặc chỉ đơn giản người ấy chỉ ngồi với bạn một lúc, chuyện gì sẽ xảy ra, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Cái từ mà bạn sẽ có thể mô tả khi bạn ngồi ở đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thực sự bạn được ở bên trong cái tâm thức dày đặc của vị thầy trên hành tinh này, người mà bạn đã lắng nghe hoặc đọc về rất nhiều, thậm chí đã từng gặp họ theo một cách nào đó, ở trong một linh ảnh nào đó, họ sẽ mang cái gì cho bạn đầu tiên và trước hết? Điều đó sẽ là có ích nhất. Và câu trả lời đó là sự bình an. Sự bình an. Bạn có thể ở ngay giữa những rắc rối với mọi thứ đang đổ ập lên đầu bạn và xung quanh bạn, nhưng bạn vẫn có được bình an. Và câu trả lời đã luôn luôn là như vậy. Mỗi một vị thầy, tất cả những người đã từng bước đi trên hành tinh này, họ cũng có thể nói với các bạn rằng đó là lý do mà họ đã đến, để các bạn cũng có thể biết được một cách an bình rằng có một kế hoạch to lớn hơn những thứ mà bạn đang phải lo lắng về. Chúng chỉ đơn giản là một sự chuyển đổi, thật sự là như vậy. Thậm chí nếu như bạn đang có một căn bệnh có thể giết chết bạn, điều này không có nghĩa rằng nó sẽ không lấy đi sinh mệnh của bạn, nhưng có thể không chỉ có vậy đâu. Các bạn thân mến, hãy thử nghĩ ở bên ngoài cái hộp của những giới hạn. Bạn hãy nghĩ về sự mầu nhiệm mà chính là linh hồn của bạn. Nhưng bạn chỉ cần ngồi ở đó và an trú mà thôi. Chúng tôi cũng đã nói với các bạn về một khía cạnh của một phi công và lý do mà họ cứ muốn bay trên trời mãi. Đó là bởi vì một khi họ bay lên trên những đám mây thì ở nơi đó lúc nào cũng bình yên, và họ sẽ luôn luôn nói đó là một ngày rất đẹp ở phía trên những đám mây. Và đó là một ẩn dụ, nhưng hãy hỏi bất cứ một phi công nào, bởi vì họ thật sự muốn được đến ở trên các tầng mây, bởi vì ở phía dưới các tầng mây và ở trên mặt đất họ đã để lại mọi thứ, tất cả những lo lắng, tất cả những vấn đề, thậm chí là cả bệnh tật của họ. Tất cả đều có vẻ như im bặt và lùi vào phía sau khi họ bay lên trên những đám mây. Chúng tôi đã nói rồi, đây chính là năng lượng có tính xúc tác để chữa lành nhất. Sự chữa lành chỉ trở thành một sản phẩm phụ của sự bình an.
khi bạn có những thứ mà chúng tôi đã ra danh sách, khi bạn hiểu được rằng các bạn có thể giao tiếp với cơ thể, khi bạn hiểu được rằng bạn có thể liên hệ với đứa trẻ bên trong sự ngây thơ đó, và khi bạn hiểu được sức mạnh của tiếng cười là gì, và khi bạn có thể tìm thấy bình an vượt qua khỏi mọi hiểu biết. Nói theo một cách khác thì chẳng còn có bất cứ một lý do nào cả, và người khác ở xung quanh bạn có thể hỏi, tại sao? Làm sao mà bạn có thể an bình đến vậy, trong khi mọi thứ xung quanh bạn thì đều đang vỡ vụn ra? Và bạn chỉ đơn giản là mỉm cười, và bạn sẽ nói, bởi vì đó là con người thật sự của tôi. Và tôi cũng tình cờ biết được, bạn có thể nói rằng, thái độ của tôi khi tôi an bình sẽ mang tới cho tôi câu trả lời và sự chữa lành. Thật là thú vị, có phải không? Tôi gọi đó là những sản phẩm phụ. Chúng gần như đó là tự động. Bạn có biết rằng nó thậm chí có thể cho bạn khả năng đọc một quyển sách, xem một video, thậm chí là bắt đầu. Bởi vì bạn thật an bình. Bạn đã bắt đầu hiểu được chưa? Chúng không chỉ là những chất xúc tác. Bốn điều này sẽ làm cho những con đường đã từng gồ ghề cũng trở nên phẳng lặng. Nhưng còn hơn thế nữa, cái điều mà đã từng là ẩn khuất với bạn, nó bắt đầu đến một cách tự động. Nó mang đến cả sự chữa lành sâu sắc. Những thứ ví dụ như là chữa lành ngay lập tức. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, cảm thấy bình an trong mọi thứ bạn làm. Hãy mang bình an đến đi, bởi vì bình an nó sẽ mang lại sự chữa lành. Không còn nỗi sợ, bạn hãy đưa tay lên và nói, cảm ơn Đấng Thánh Linh. Bây giờ con đã hiểu, con là một phần của một bức tranh rất rất lớn, và tất cả những vị thầy đều đang có mặt ở xung quanh con. Bây giờ con bình an với mọi thứ. Đây là lý do mà con có mặt ở đây. Đây là lời mà Kryon đã dạy. Tất cả đã xảy đến trong 31 năm, cho tới tận ngày hôm nay. Vào thời khắc này, khi chúng tôi nói lại một lần nữa, chúng tôi yêu nhân loại. Vì tất cả những gì các bạn đã làm, tất cả những gì bạn sắp sửa làm, và ánh sáng đang xảy đến sẽ chiếu tỏa lên tất cả những ai muốn nhìn vào điều này ngay lúc này. Và đó là thông điệp cho ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Như các bạn có thể thấy rằng, những bài dịch về Kryon của mình chủ yếu chọn những bài có liên quan tới việc chữa lành. Nguyên nhân là bởi vì bản thân mình là một người đã từng phải trải qua một thời gian bị trầm cảm rất nặng, và đã từng tiến tới cái mức là tự tử rồi. Và mình đã vực mình dậy, bước ra khỏi giai đoạn đó, và mình đã quay trở lại được với niềm hạnh phúc của cuộc sống. Như các bạn đã biết rồi thì những người mà bị trầm cảm, thật ra là tất cả chúng ta đều có, chỉ là ở mức độ nặng nhẹ như thế nào thôi. Chúng ta sẽ từ một trạng thái bình thường, và năng lượng và cảm xúc của chúng ta bắt đầu hạ dần xuống mức bực bội, lo lắng, nóng giận. Sau đó hạ xuống mức cáu giận, bởi vì chúng ta không thể nào biểu lộ được, không thể nào giải quyết những lo lắng của chúng ta được, và nó nén vào bên trong, thì nó sẽ bắt đầu tới một mức mà cái bao tải nó quá lớn, và những cơn giận nhỏ, lo lắng nhỏ, bất như ý nhỏ, nó trở thành một cái cuồng nộ rất lớn. Sau khi mà cơn cuồng nộ này nó quá lớn ở bên trong bản thân chúng ta, nó trở thành thực sự là một chất độc, nó bắt đầu ăn mòn chúng ta từ cơ thể tới tinh thần. Và nếu như mình vẫn không thể nào có cách nào đó để giải tỏa nó ra, một số người thì đã có thể dẫn tới những sự tiêu cực trong hành động của mình. Nhưng có những người như bản thân Vi thì cứ nén nó thêm vào, và càng nén thì nó lại càng nặng, càng to. Thì bước tiếp theo đó là mình không giải quyết được gì, thì mình sẽ tới mức độ đó là bất lực. Mình sẽ cảm thấy vô cùng bất lực với cuộc sống. Và càng bất lực thì bắt đầu mình sẽ tới cái giai đoạn sau chót, đó là mình cảm thấy không có ý nghĩa, không có lý do để mà sống nữa. Thì khi mà mình vượt thoát ra khỏi trầm cảm thì mình đã phải lội ngược dòng đi lên từng bước một như vậy. Và sau khi mà mình trở về cái trạng thái cân bằng bình thường á, thì nó sẽ rơi vô trong một cái mức độ đó là mình cảm thấy mình sống mà không biết là mình đi đâu về đâu, là mục đích cuộc sống này để làm gì. Vì nghĩ rằng là có rất nhiều bạn cũng đang ở trong cái trạng thái như vậy. Nghĩa là mình sống, mình tận hưởng cuộc sống, nhưng mà thật sự nó không có cảm thấy là đầy ở
ở trong lòng mình nó không có cảm thấy đủ á, bởi vì mình cảm thấy mình không có làm điều gì có ý nghĩa cả. Thì sau khi mà Vi tới được giai đoạn đó xong thì Vi bắt đầu nâng được mình lên những cái mức cao hơn. Đó là mình bắt đầu cảm thấy mình sống với nhiều niềm vui nè. Mình bắt đầu có những cái đam mê và mình bắt đầu kết nối được với cái higher self của mình. Và mình được truyền cảm hứng liên tục. Mình sống trong niềm cảm hứng của việc phục vụ, của việc sáng tạo. Và ngày mình càng bước lên một cái trạng thái được hạnh phúc hơn, được kết nối hơn và cuộc sống của mình sáng tạo, có ý nghĩa hơn. Và rồi sự hiện diện của Thượng Đế ở bên trong cuộc sống của mình ngày càng rõ ràng. Vì bị trầm cảm từ thuở nhỏ, nhưng nó bắt đầu trở rất nặng vào 3 năm từ năm 2015 tới năm 2017. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2018, Vì thoát ra khỏi trầm cảm. Và tính từ thời điểm đó cho đến nay đã là gần 4 năm. Từ lúc trái tim Vi cảm thấy như không có bất cứ một niềm vui nào ở bên trong, sau đó nó trở nên chai, không có một cảm xúc nào cả. Và cho đến bây giờ, khi mà mình cảm thấy đa phần lúc nào mình cũng cảm thấy được hài lòng và vui vẻ. Như Kryon đã nói, tất cả những khó khăn mà chúng ta được trải qua đều là để tôi luyện cho chúng ta, đặc biệt là những người đã không hề một cách tình cờ nào cả đến mà lắng nghe câu chuyện của mình. Vậy nên, Vi tin rằng tất cả các bạn, tất cả chúng ta đều là những người đang phải trải qua sự tôi luyện để một lúc nào đó chúng ta có đủ bản lĩnh để có thể giúp đỡ người khác. Vi hy vọng khi Vi chia sẻ câu chuyện của mình, chúng ta sẽ được kết nối với nhau hơn. Không phải vì mình nghĩ rằng là mình đã đạt được một kết quả nào. Thế nhưng, Vi tin rằng là nếu như chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện của nhau cho nhau thì chúng ta cảm thấy mình không còn đơn độc, và nhờ như vậy mà chúng ta cổ vũ cho nhau bước đi trên con đường này. Ôm. Các bạn có thể ấn nút like, subscribe và ấn nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về các video trên channel. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một buổi tối bình an.